机会用的地方有，这两个你没得机会享用的地方有。À, thầy xin chào buổi tối tất cả mọi người, rằng mong rằng là hôm ngày hôm nay là một ngày an lành, vui vẻ đối với mọi người. số này, anh ta đang dùng cụ số gì đấy? Là số Số này, đang dùng khả năng năng xin, anh ấy. Chi xe bà tang, nhem bà tang, chi kha rư tu bê kha bì yên bà yên bà yá. Nè, thoma kunon chu kwe tì bè mì sè kè chen bù rè tì chi dù. Nè, thoma kunon chu bà la. Nè, lam chin chu lò bà lè kè bà tèn chè bà kyang rù tang. Nè, lam mèm bà lè kè bà tèn chè bà sèm kè. Nè, sàm bà tang kwe tì kè chen bù rè tì chi dù gà la. Nè, nè, để chăm chú tham xem cái mà đồng ý anh kia là rồi nhắm được là tuyến xin á tuyến rồi là anh ta đi xong rồi ta rồi À thì lasso lắp của đề về kênh là ồ là sao lắp của rồi à, cũng như hôm bữa trước thì trước khi người giảng pháp cũng như là người nghe pháp tất cả mọi người đều phải giữ một cái động cơ tốt lành, cho nên trước buổi giảng pháp tôi sẽ đọc và cầu nguyện về quy y pháp Bồ Đề Tâm la kênh là sáng giờ chỉ đón tổ chức chưa đón kể năm xin sáng giờ bớt chẳng được kể đón đón đến đón tập đón sự tập sự chi ok đã chuyện kể trên số kể cho rồi nam kỳ cho la bên chi sang kê kết ba số sáng giờ chỉ thế đón tổ cho tăng cho kể cho nam là chẳng chú hoa thu đam mê cấp su chi đã kể trên ok số kể về cho nam kỳ cho la bên chi sang chuyện kê chú ba số sáng như chế nó cho thôi chứ nam cho à kể cho nam là chẳng chú ba đang đi cấp số chế đạo kỳ chính xác ok kỳ thôi về cho nó cho năm kỳ cho là anh chị sang sáng kỳ chúc ba số con xin quy y Phật pháp chúng trung tôn cho đến ngày chứng đắc viên mãn bồ đề với những tư lương có được nhờ nghe pháp con nguyện văn văn con nguyện thành Phật để lợi lạc cho chúng sinh con xin quy y Phật pháp chúng trung tôn cho đến ngày chứng đắc viên mãn bồ đề với những tư lương có được nhờ nghe pháp văn văn con nguyện thành Phật để lợi lạc cho chúng sanh con xin quy y Phật pháp chúng trung tôn cho đến ngày chứng đắc viên mãn bồ đề với những tư lương có được nhờ nghe pháp văn văn con nguyện thành Phật để lợi lạc cho chúng sanh last ở số này, đang ở chỗ thế này, mà xe thì khách hàng đang chỉ qua, anh ấy sang chỉ chuẩn đến đi cái sông sạch, chỉ còn cái chỉ sử dụng cái tuần tháng tuần tháng chứ, anh ấy cho chị để tùy nhỉ, anh ấy làm gì cho nó bớt sông nhỉ, là tùy nhỉ xe bị, anh ấy chỉ được một chiếc cái, anh ấy sông ra mẹ tôi chung qua, anh ấy làm gì cho nó bớt sông xe đấy, là đi nào luôn thì làm gì cho nó bớt sông cái nào này tầm bộ, nghiên dung gì, xem cái khả năng là xe bởi đấy, là tự nhiên cái xăm đi, anh chẳng suy nghĩ xem người cổ thì xe đấy, là chỉ đi gọi là nên mà dù kiểu bộ xe tăng mong bộ xe là nó bớt sông mình chỉ xe, anh nhồi nhồi chỉ cùng bộ xe. Anh chị đi gọi là mặc dù con chỉ tập tiểu tăng cố tiểu với chị này. À, thì tất cả những cái lời dạy của Đức Phật từ mấy ngàn năm trước thì cũng cái tinh túy và cốt lõi nhất thì nó cũng quay về ba cái cốt tủy là tâm yểm ly, tâm bồ đề và tánh không. Thì ba cái tinh túy đó thì Đức Đức Tổ Tôn Khách Ba ngài cũng đã có ngắn gọn và súc tích trong cái bản ba cốt tủy của đạo lộ. Thì hôm bữa trước chúng ta đã học xong về cái tâm yểm ly rồi thì hôm nay mình sẽ tiếp tục học về cái tâm bồ đề là cái là Anh ta khá rằng là nghiên dung xe bà đề ta đi yang chơi chỉ chen su bì chế tù là bù ra nghiên kia xe tung tung chỉ chì gì yin khá rằng nghiên dung bì anh xem gom su xe nà đề nghiên dung bì xem kia su tì là anh thang bò đề anh ngàn dù tên dô nhé kà bà anh nhì wà tì là chì wà mì tà bà
À, hôm bữa trước mình đã có học về cái tâm yểm ly, thì cái vì sao phải phát cái tâm yểm ly, rồi hành trì để phát được cái tâm yểm ly như thế nào, và lúc nào thì được cho là phát cái tâm yểm ly. Thì hôm bữa trước mình đã học xong, thì mình phải nhớ một điều rằng là nếu mà mình không có cái tâm yểm ly, thì cái không có tâm yểm ly thì mình cũng vẫn không phát được cái tâm yểm ly, thì mình cũng vẫn sẽ trôi lăn trong cái vòng luân hồi sanh tử. Cho nên là và cái bản chất của cái vòng luân hồi sanh tử là khổ đau, khổ đau, nên mình phải hiểu được cái rõ cái nguyên nhân của luân hồi sanh tử, mình đoạn chứng nó, mình phải quán chiếu sâu xa, mình phải quán chiếu về nhân quả, phải quán chiếu cuộc sống là vô thường, để mình khởi được một cái tâm là mình không còn tham đắm vào cái cõi luân hồi này nữa, thì mình mới sẽ đoạn trừ được cái trong vòng luân hồi sanh tử, và mình sẽ phát được cái tâm yểm ly. Là vậy ạ. Ani ta di ta ve ngin jung ge sem de ge ba yin ba yin na ya de to gom ni tar wa zam to ba le ani chang chi ge sem dang man de na ani ngin jung de chi ka zu gom na ya ter wi gom dang to ba le ani tam chi chen bi gom dang to be yo ma des. Nhưng nếu mình chỉ có hành trì và phát khởi cái tâm yểm ly thôi, thì mình chỉ có thể chứng đắc được giải thoát, mà mình không có thể chứng đắc được cái nhất thiết trí, cái toàn trí. Cho nên không những phải hành trì cái tâm yểm ly, mà mình còn phải hành trì cái tâm bồ đề, để mình không những chứng đắc được giải thoát, mà còn mình còn phải chứng đắc được cái nhất thiết trí quả vị Phật nữa. Là vậy. Ani chang chi yi sem gi sim gu yo des yin ze de la de ni ani dang dang su chang chi yi sem di ani zhang bi ju la ge guo ya dang ge ne gong guo ya ani gong ne dan na me be sang ji yu gong ha to bia ge ren ba din din xie ya des. Cho nên cái tâm yểm ly không là cái nguyên nhân chính để đạt được cái quả vị Phật nhất thiết trí, mà chỉ có cái bồ đề tâm mới là cái nguyên nhân để chứng đắc được cái quả nhất thiết trí quả vị Phật. Là cái là đó đây là chế bày nó sáng chỉ xem đi quý vị quân thế anh ấy sáng chỉ xem quân bị sụt thì những người sử dụng yếu đấy thì nay à sáng chỉ xem anh ấy quý vị thế thì người sử dụng yếu mà đấy thì chỉ được gọi là anh thua mà anh sáng chỉ xem đi quý vị quân thế thì anh ấy mà suy yến. Thì mình tiếp tục bài trong ba trong cái bộ luận ba cốt tỷ đạo lộ, thì ở cái khổ của bồ đề tâm, cái khổ thứ sáu đầu tiên, sẽ nói về cái trong cái ba cốt tỷ của đạo lộ này, thì có ba khổ nói về bồ đề tâm, thì chỉ nói về nguyên nhân vì sao phải phát bồ đề tâm và cách hành trì bồ đề tâm như thế nào, nhưng không có dạy rõ là khi nào là phát khởi được cái tâm bồ đề, thì tôi sẽ giải thích rõ lúc sau. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì đầu tiên mình phải biết là nguyên nhân vì sao mình phát khởi cái tâm bồ đề là gì ạ. Nên đàn đệ tử xuống cái thứ gì chứ và sửa lỗi cái chữ gì rồi đấy chứ na nhân dung thì nam tao xem kỹ kỹ xem ba mẹ na ba mẹ sáng chữ kỹ khẩn cho đi về chùa rồi mình chùa về lúc đấy nam chỉ sáng chữ xem chút kỹ. Xe sông bà rết. Tại đi gà rì sông bà rết xe nà. Nên gà zang nà dùi xu bè ngìn dung gì lô tế yàng. Nàm bà tà bè sáng chì gì xem gì. Nàm bà tà bè sáng chì gì xem gì. Mà xìm nà. Xìm bà mè nà. Nì dì bà phân sư chò bè. Lá nà mè bè sáng chù gì gù rì. Nì dù gù mà rết. Dùn xe tè là tè nì. Nì ngìn dung gì lô tàng nô nà răng gì. Thì ở cái khổ thứ sáu trong ba cốt tỷ của đạo lộ nói rằng
Nếu không kèm với phát khởi tâm thuần tịnh, tâm yểm ly cũng không thể thành nguyên nhân đi đến phúc lạc viên mãn vô thượng bồ đề. Trí giả nên phát tâm bồ đề tối thắng. Thì nếu chỉ mình chỉ có phát khởi, mình chỉ có tu tập và phát khởi cái tâm yểm ly, mình chỉ có tu tập và phát khởi cái tâm yểm ly thì cái mình chỉ chứng đắc được cái quả vị A-la-hán, quả vị giải thoát thôi. Mình không có được chứng đắc được cái quả vị Phật và quả vị nhất thiết trí. Bởi vì cái nguyên nhân chính để chứng đắc được cái quả vị Phật và quả vị nhất thiết trí là chỉ có bồ đề tâm tối thượng, bồ đề tâm viên mãn, tu tập bồ đề tâm thì mới chứng đắc được cái quả vị Phật và nhất thiết trí mà thôi. Cho nên là mình phải phát khởi cái tâm thuần tịnh để tu tập bồ đề tâm là cái là. Nên đây bổ sung rồi. Nên lô đề nam chỉ sáng chưa xem chỗ kia, xem lô đề nam sẽ đi. Nên xếp lớp tăng đêm bờ, kế hoạch tăng đêm bờ, số năm tăng đêm bờ nam gì. Nên sáng chưa kia xem được bổ chỉ. Nên kế bổn do chỉ sung rồi. Như là kế cố rồi. Cho nên cái những cái bậc trí, những cái bậc mà những cái bậc trí và trí giả và những bậc thượng căn nên phải phát tâm bồ đề tối thắng là vậy. Nên sáng chưa kia xem được bổ chỉ đi. Mình dự chỉ đang sáng chưa kia xem được bổ chỉ đi. Xem phim được nào nè? Chút thì kêu chỉ đi. Xem là phim bơ xem bơ xăm bơ là. Mang bộ yêu về nào nè? Ta đi nào nè? Chút thì kêu vậy đi. Nè sáng chưa kia xem được bổ chỉ đi đấy. Chỉ đang anh xem là phim bơ xăm bơ đi. Anh em mình dự đi. Điều tham chơi. Dùng về cứu tăng, anh răng chế vận dân về chiến dân đi, anh đúng ngày tham chế dùng về cứu lợi tục sống yếu đấy. Thì cái tâm bồ đề này, cái tâm bồ đề này là cũng có thể cũng được gọi là cái tâm lợi tha tối thượng, là trong lợi tha là lợi cho những người khác, thì nó có rất nhiều cách lợi tha, nhưng mà trong những cái cách lợi tha thì tâm bồ đề là cái lợi tha tối thượng nhất, lợi tha tối thượng nhất. Cho nên là vì cái lợi ích, cái tâm bồ đề là vì cái lợi ích của tất cả chúng sanh mà mình hành trì, vì mục đích tất cả chúng sanh được bình an và hạnh phúc, mà và cái từ bỏ cái ái trọng từ thân của mình mà mình hành trì tâm bồ đề là cái. Thế đây yên bài nhá, giờ thì chúng tôi xin vào là vì chuyên chỉ cái nào là cái sự sống rồi, thế na, chỉ tên đề vào chỉ nhớ ba, đi con hiện tiền đồ lên chúng, chỉ tên đi nào là đề vào các sự sự yêu bài na, chỉ nhớ chỉ yêu ba, sáng mà đi anh ấy hiện anh devan do ba tam xian la pen ta ba la ten chuma sha ta res en jig den de na jig den du nge jin ye ba tu kun ti kun rang din do le jung jig den de na ro la ani men do ba na gu yong ra am ya na du nge na so ju yong de ba ti tham che rang jin zin ye wang di rang de kuna den de ye bi ani lo la ten ni chuma res sung yo res. Thì trong nhập bồ tát hạnh của ngài Tịch Thiên, ngài cũng có dạy: bao nhiêu hạnh phúc trần gian ấy do xả kỷ lợi nhân mà thành, bao nhiêu thống khổ lên đên đều do ích kỷ mong mình sướng thôi. Thì bao nhiêu những hạnh phúc của trần gian đều do cái lợi tha mà có, bao nhiêu cái thống khổ trên đời đều do ích kỷ chỉ muốn lợi mình mà ra. Cho nên là tất cả những cái thống khổ của thế gian đều do cái ái trọng tự thân của mình mà có, cho nên chỉ có vì lợi ích của chúng sanh thì mới có cái sự không có cái thống, mới có cái sự an lạc trong bản thân mình và cho mọi người là vậy. Đây là bị chỉ sống ở đây chỉ chuyên chỉ nào là anh mà dù mang tới sẽ ta chỉ sử dụng chỉ bảo rằng được tuyên giới đó thứ ba sinh kỳ tuyên giới bằng tiếng Anh thì khác biệt đấy, các sống người xem nào nên mà dù mang bộ sách của mà đấy, bên nào chỉ bảo sẽ để số số kêu bộ mang dù tao vừa rằng tuyên bá sinh tuyên đề nhiều quá xem cái đề tăng anh thứ ba thì sáng giờ chuẩn đề này làm xem tuyên bá sinh xem những tuyên dụ kỳ anh
jibula rangi dewa ani dewa thoba tang ani kasa dungne le tebi khebar de la te da ha ko res kana nganje ani kewa thoma me ba ni jeje rang chi gu dun de ye rangi ani to ke tam sum de chetula pe ni da chet ka li kya ani jen ye wa to sanju chan de de gi ni jen sem chen ha je gi dun de ani jimba tang chudum sum so ba gu do na gu sum sha wa tham je shen dun ba shi du ba la te ni ani rang gi jiba tham je pang do na du mi tham je tang je bi ani sanji gu gong de to ba de de la te na ani jun sen de la te ni ani ba de se na ani nin shang chu gi sem shen pen de ge gu ga tang ani rang jin jin de dor gu ga de mo de mang bu she gu ma de la te na ha gu do wa sum. À, thì trong nhập bồ tát hạnh ngài Tịch Thiên cũng có dạy rất là nhỏ rõ, ví dụ như cái người phàm phu của mình chỉ vì cái tự lợi của mình, vì cái ái trọng tự thân của mình, vì cái tài sắc danh thực thì của mình mà làm biết bao nhiêu là việc, nhưng mà lại không có đạt được cái quả tốt, mà lại gây cái thống khổ cho mình. Còn Đức Phật vì tất cả chúng sanh, ngài tu tập bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định trí tuệ, ngài tu tập những cái pháp ba la mật mà đạt được quả vị Phật, và khi ngài làm lợi ích cho chúng sanh thì đồng thời cái thành tựu của ngài cũng đạt được. Cho nên là mình thấy rất là rõ, mà để đạt được cái quả vị Phật đó thì chỉ có hành trì cái Bồ Đề Tâm mới đạt được quả vị Phật. Cho nên mình phải hiểu rõ vì sao mà mình phải hành trì cái Bồ Đề Tâm. Là gì là? Ta ta nên xin sang chi yu quan phong thua bạc lai yang. Thua bạc la. Nhi xin sang chi tham chi gi tuyên truy ya di kê chinh bu yin bà nang xin. Nhi ngang tu tìm đê la yin bà yin na yang. Su su rang yi gi gyun no lung chư. Nhi wang thang. Nhi bèn jo de chang ma yung bà lai yang. Nhi xin de ha chen de kê chinh bu yin bà res. Thì cái quả vị của Đức Phật do đâu mà thành? Bởi vì là vì lợi ích của tất cả, vì lợi ích của tất cả chúng sanh mà đạt được quả vị Phật, thì cũng mà đạt được quả vị Phật. Cho nên là cũng vậy, mình những cái tài sắc danh thực thì ở bản thân mình muốn đạt được thì hãy làm lợi ích cho người khác, thì tự bản thân mình cũng sẽ đạt được cái đó. Là cái nên anh ấy chẳng phải chung yếu hộ chỉ chú bơ là chung bơ chỉ yên bà này yên bà yên là chung yếu hộ chỉ chú bơ là anh ấy chung nhung hiện chung chả năng có chung từ từ nhung hiện cái mi mang bộ chỉ nhung cổ đồ á anh ấy chả năng có chung số thì yếu hộ chú bơ là làm được yếu hộ chú bơ là mi mang bộ nhung hiện mang bộ chỉ nhung cổ đồ á anh ấy tao nên xin chả năng chỉ sa khang đồng đồng khang chỉ nhớ vào yên bà yên này á đi nào rồi là mi xin nhung hiện mẹ na anh chả năng chỉ sa khang đồng đồng khang thì là làm được chú bơ nhung cổ đồ á ở đây hiện tại gọi là ngàn chữ gì sa hang đã chung yên bài yên là để đa này số số cái nhân đa yên bài yên là để bên chỗ yên bài yên là để đi tham chơi nhà bộ yên là làm được chỗ là anh ấy xem được cái mà cái mình sẽ kết chính bộ thế thì chỉ được gọi là anh ấy xem chỉ tuyên chụp bộ ấy thì mình rồi là vi sinh tham bá cháu bộ đấy. Ví dụ như một người buôn bán hay là làm nhà hàng hay là khách sạn, tất cả đều buôn bán thì ai cũng mong có lời, có nhiều người đến mua hàng của mình. Nhà hàng thì cũng mong có nhiều người đến ăn tại nhà hàng của mình, hay khách sạn cũng mong có rất là nhiều người đến ở tại khách sạn của mình, thì cũng tất cả đều là phụ thuộc vào ở người khác. Cho nên khi mình suy nghĩ cái tâm vì lợi ích của người khác thì cái tự nhiên cái lợi ích của mình cũng sẽ được thành tựu. Với mình suy nghĩ vì cái lợi ích của người khác thì khi mình buôn bán thì mình cũng sẽ buôn bán được nhiều người đến mua, được nhiều người nhà hàng thì sẽ được nhiều người đến ăn dùng, và khách sạn cũng sẽ được nhiều người đến ở. Khi mình suy nghĩ về lợi ích của người khác thì sẽ có nhiều người đến, và khi mình lợi tha thì tự bản thân mình, những cái mong muốn của mình cũng được thành tựu.
là đi đã đi cái ngõ tụ tam bồ nè chẳng suy nghĩ xem kết quả về chuyện xem đi ngõ tụ tự cái sự gì đó là những cái nguyên nhân vì sao mình phải phát cái tâm bồ đề, cái tâm lợi tha là nè ta như vậy đấy nè chẳng suy nghĩ xem rung bồ chế đấy nè chẳng suy nghĩ xem rung bồ chế là lô chẳng bảo âm nè chẳng suy nghĩ xem rung bồ chế nè cùng tăng sinh là đấy nè nhắm sinh lên tăng là chúng ta được mà suy nghĩ. Bây giờ mình tiếp tục là để làm sao để phát khởi hành trì như thế nào, tu tập như thế nào để phát khởi được cái tâm bồ đề là vậy là. Tadi karisna chuta chu chi vi yin ji ke do ka le ye chang wa tan bi dam dan zin cha ji cha vi bu su su mari men de mak chin kun ni tu me me se ba ki chang ki wa re du nge sim ge jun chen me ba na ne kan den de ki ri manam ki ma se san ne sen chuk ke ben zu s ndi ge kar sung go se di gon la ani shang shi ji sem se di gi ngo de kan de si sha ge de se na ani yen sem chen tham che dinge le chuen de gi lo chi ma ma yin ba chi ke ani de gi gu ne lang ne ani de da tham che ani sang gi gi sa la ngo ba da ki cha wo nyam be ani thak sam chi ke de yi wang ge ne so so rang ni gi sem chen tham che sang gi gi gong pang la ngo ba cha wo nyam be gi ani lo tin de chi la ni sang chi gi sem se go des. Bị cuốn phăng giữa bốn dòng thác khốc liệt, bị xiềng xích nghiệp lực trói chặt khó đoạn, bị ném tận đáy của lưới xác chấp ngã trùm kín trong bóng tối mịt của vô minh, thì cái tâm, cái bản chất của cái tâm bồ đề là như thế nào, là trong cái mục đích của mình vì tất cả niết bàn của chúng sanh. Trong tâm mình lúc nào cũng mong muốn đạt được cái quả vị Phật, quả vị giải thoát, quả vị nhất thiết trí để vì lợi ích của tất cả chúng sanh. Thì khi nào mà cái tâm mình phát khởi một cách tự nhiên, liên tục, không bị gián đoạn, không bị gò ép, phát tâm một cách tự nhiên rằng vì lợi ích của tất cả chúng sanh, vì cái niết bàn của tất cả chúng sanh, tôi muốn đạt được cái quả vị Phật. Khi nào mình phát được một cái tâm như vậy là lúc đó là cái tâm bồ đề mình phát khởi là cái là nên ta xem ta đến đây về anh ấy xem xem chỉ tham chỉ cái này anh ấy là nam về xem chỉ cái quan phàm bồ đề thọ thọ bồ cháu xem này ở lúc chim mà im ba anh thích cái bả là anh ấy kỹ sư thế là im ba nhịp bả đấy anh ấy vang nữa đi xem chỉ cái xem kỹ sư chỉ đang anh ấy vang đầu kỹ Thì cái tâm bồ đề làm thế nào để phát khởi được cái tâm bồ đề, thì nó có hai dành nó có phát khởi được tâm bồ đề, nó dành cho hai hàng thượng căn và hàng hạ căn. Thì ở hàng thượng căn sẽ dựa trên sáu cái nguyên nhân, ở hàng hạ căn sẽ dựa trên sáu cái nguyên nhân để phát khởi được tâm bồ đề, và ở hàng thượng căn thì chỉ dựa trên một nguyên nhân để phát khởi được tâm bồ đề là cái là anh chỉ cần chăm bé anh em cũng biết được là chú bé đã sinh nhầm gì cái con này sáng sớm xem kỹ sự chỉ đạo thế này anh em hoàn toàn không biết xem kỹ sự đó nên chỉ cần chăm bao cũng biết này papa thu mẹ là chú bé anh em chuẩn bị mang vào đường của nó, anh sáng sớm sẽ xem kỹ đó, chỉ có để đến Wang Bo đối với của nó xem kỹ đó, đó là như thế đấy. Đi Wang Bo Nuan Bo rồi gen, chế chun chăm ban nè, anh đi lưu trúc thằng si qua la phá đi Wang Bo Nuan Bo rồi. Đấy, chế chun chăm ban nè, chế chun chăm ban Wang Bo nè, papa thu mẹ là chú bé gì, mẹ chuẩn bị mang vào đường của nó, kỹ sư đi, anh đi để Wang Bo tu bổ. Jizen jambe yon ne gyuben gumbo lu jizen jambe yon ne gumbo lu du la gyube ye ne da se nyamje yugun ne shanshi ge sen kyesu de ne omo nobu gukun ne kyesu de res. Thì cái hàng hạ căn sẽ phát khởi theo cái tâm bồ đề là dựa trên cái đường truyền từ ngài thánh bồ, từ ngài Bồ Tát Di Lặc truyền xuống thánh bồ, truyền xuống thánh bồ trước, thì
sẽ có mình sẽ tu tập theo 6 nguyên nhân để đạt được cái quả Bồ Đề Tâm. Và từ Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát truyền đến Ngài Long Thọ và Ngài Tịch Thiên, thì mình phải tu tập hoán đổi ngã tha để đắc được Bồ Đề Tâm. Thì tu tập hoán đổi ngã tha để đắc được Bồ Đề Tâm là để dành cho hàng thượng căn, và tu tập 6 cái quả là để đắc được Bồ Đề Tâm là dành cho hàng hạ căn. Là cái là đi mẹ ngó đúng của nhỉ em kia bảo là anh ấy thấu mơ anh ấy xem trên tham chế rằng mơ xe bảo anh mơ chế nhung và xe bảo thế nên như vậy là anh ấy mơ chế bị cao su là rằng là anh ấy chế bị trang bị anh ấy chân tư dụ chân bảo mơ xe bảo chân chân bảo xung bảo thế là anh ấy chân thị tạo là thay yang chân chân tư dụ lô chân xung tư dụ lô xung bảo thế chế chân xô chế anh ấy thế là thế này yung bị chăm bảo anh ấy yung bị chăm bảo sẽ được gọi là anh ấy xem mà xem chết tham chết là anh ấy rèn cái má chỉ cái phu chỉ là chế vật thôi anh ấy chăm bảo chế vật chỉ mà may bảo chế vật thế là thế này anh ấy má xem chết tham chết đi tham chết gì đúng nghe anh ấy thế má xem chết tham chết là đúng nghe có nhiều bảo thì thằng nào chỉ mà luôn nhầm bị anh ấy nhìn chỉ gì nhìn chỉ thì chế vật xem may bảo thế đó về những gì thì tham sẽ ngã rằng như gì anh ấy bảo sư đệ chế vào sau của những việc gì anh ấy học xong chưa anh ấy học xong thế là thế này anh ấy chế vào trong chuyện gì xem kia vào thì anh ấy chuẩn bị mang ngã đúng của anh ấy xem kia chút thì đấy. Thì cái đường truyền từ Bồ Tát Di Lặc đến Thánh Vô Trú để tu tập Bồ Đề Tâm cho hàng hạ căn, thì đầu tiên mình phải tu tập rằng xem tất cả chúng sanh đều là chưa ai chưa từng là mẹ của ta. Phải quán chiếu rằng tất cả chúng sanh chưa ai chưa từng là mẹ, tất cả chúng sanh đều là mẹ của ta trong kiếp này hoặc kiếp trước hoặc là những kiếp về sau nữa. Sau đó mình tiếp tục mình tu tập cái tâm niệm ân, là mình nhớ ơn tất cả những chúng sanh vì họ đều là mẹ của, đã từng là mẹ của ta. Không những phải nhớ ơn, tiếp tục đó mình phải tu tập là mình phải báo đáp cái công ơn đó, cái công ơn sinh thành nuôi dưỡng của người mẹ và tất cả chúng sanh. Sau đó là mình khởi một cái tâm, tiếp tục mình phải khởi một cái tâm từ bi tâm, vì tất cả chúng sanh đều là mẹ của mình, đều có cái tình thương như là một người thân. Và từ cái tâm từ bi phát khởi đó, thì rằng tất cả những chúng sanh là mẹ của mình cũng phải đau khổ trong vòng luân hồi sanh tử. Mình phát một cái tâm bi mẫn, và từ cái tâm bi mẫn đó mình phát một cái tâm tăng thượng ý, là một cái tâm nhiệt huyết rằng tôi phải phát được một cái tâm bồ đề đó vì lợi ích của tất cả chúng sanh. Thì dựa trên 6 cái nguyên nhân đó để mà tu tập theo thứ tự, thì cuối cùng mình sẽ phát khởi được cái tâm bồ đề. Là cái là nè thân như vậy đạo sĩ nhâm chức kiểu lục kiểu đạo sĩ nhâm chức gì anh ấy sản sự kiểu xem kiểu vậy đạo sĩ nhâm lục nhâm lục chỉ biết cùng sản sự kiểu xem kiểu vậy phản đối sự thế nào anh ấy rằng rằng anh ấy xem chết tham chế địa văn đồ bản nhâm bả anh ấy đúng em đồ bản nhâm bả anh ấy rằng xem nam mi chi anh ấy xem chết tham chế sẽ đi qua là thăng mẹ bả tham mẹ bả ở tiền đấy chỉ là xong rồi tăng chế anh ấy thành đạo bồi đùa, cái vợ thua mày bận này, anh ấy rằng đồng bách du nhị yong, hiện nay rằng đồng bách du nhị yong yong tiếng là rằng là thua chân nhị, thành đây yong, đồng em bách mà đồ, anh ấy đồng em lấy theo theo anh ấy thành đây yong thua mình đủ, đúng không? Anh ấy ta thề lệ, riêng xem riêng tham chiếu cái tuần đó, và du bảy na, anh ấy riêng là phải bắt yên bắt chứ, thế chẳng được mà sẽ ra yong. Anh ta vào trong tham dự nghiệp công bằng, theo tham dự nghiệp công bằng, anh ấy cho nên như thế thôi ba. Tính ra là sau một tháng chế, anh ấy rằng chế vẫn như vậy, lô đi, cái tháp là anh ấy xem xem trên tham dự đi, cái điều đó đi cho xong, rằng cái điều đó đi anh ấy phải vào lô xong, anh ấy xem cái đường này, xem cái đường này bằng cái đi cho xong, rằng cái đường này
đó là đi quan bài nó đó là những gì chúng tôi tìm được đấy. Tiếp theo đó là cái tu tập để phát khởi được Bồ Đề Tâm Cha Hàng Thượng Căn từ cái đường truyền của Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đến Ngài Thánh Long Thọ và Ngài Tịch Thiên. Đó là cái pháp tu tập, cái pháp hoán đổi ngã tha để chứng được cái quả Bồ Đề Tâm. Thì cái tu tập hoán đổi ngã tha như thế nào, mình phải quán chiếu rằng tất cả mình và tất cả chúng sanh đều muốn thoát khổ và được an vui, không tất cả mình và tất cả chúng sanh đều khổ đau trong luân hồi sanh tử, và tất kiếp này kiếp sau, những cái kiếp về sau nữa nó là vô tận, nó không bị gián đoạn, không bao giờ ngừng nghỉ, và mình phải quán chiếu rằng tất cả chúng sanh đều cũng mong muốn được an vui, thì mình cũng mong muốn được an vui, mình muốn đem cái mình muốn từ bỏ cái ái trọng tự thân của mình để làm được lợi ích cho tất cả chúng sanh, và mình chỉ đứng trên, mình suy nghĩ vì cái lợi ích của người khác, mình chỉ suy nghĩ về người khác và cái lợi ích của người khác, mình không còn nghĩ về cái mình không còn ái trọng tự thân, mình không còn chỉ nghĩ riêng cho bản thân mình nữa, mình muốn hoán đổi rằng vì cái an vui của mình muốn hoán đổi cho tất cả những người khác. Thì khi mình quán chiếu và tu tập như vậy, gọi là tu tập hoán đổi ngã tha. Thì hai cái đường tu tập để phát được hai cái nhân, hai cái nguyên nhân chính để tu tập để phát được Bồ Đề Tâm, thì tất cả mình cũng phải đều quán chiếu và phải hiểu được cái khổ đau của chúng sanh. Nếu không hiểu được cái khổ đau của chúng sanh thì mình không thể nào tu tập được những cái nguyên nhân đó và mình chứng được cái quả Bồ Đề. Là cái là. Chúng ta cần nhớ để chuyển một chuyện đó là cái sự sống sinh, chủ trào chủ giúp duyên di chuyển. Để phê lo cha cha vậy nè, bên nào đó. Cho nên mình phải quán chiếu và hiểu được cái đau khổ của chúng sanh, thì cũng giống như trong ba cốt tỷ đạo lộ. Ngài tông cách ba là cái gì, bị cuốn phăng giữa bốn dòng thác khốc liệt, thì ngài đã ví dụ rằng là chúng sanh vì cái bị cuốn lăn trong vòng sanh tử vì cái dòng thác sanh lão bệnh tử khốc liệt, vì cái dòng thác sanh lão bệnh tử mà chúng sanh phải trôi lăn trong cái cõi luân hồi là gần lắm. Đó đi gì anh chưa có tùy này á. Ani chu di ge ba chu chen bu di ke ruo na xi ni ruo mi tam je ruo no ga zu sem je ani su su ke bu a tam je ani ke wa dang ga wa na ba di gi ka du ni na ga du la ba de na ne wa zu gu yo des. Cho nên cái dòng thác nó cuốn trôi đi thì nó sẽ cuốn trôi một cách khốc liệt và mạnh mẽ, không lúc nào mà ngừng nghỉ. Cũng vậy, cái sanh lão bệnh tử lúc nào nó cũng cuốn trôi cái thân của mình, lúc nào mình cũng phải chịu sanh, phải chịu lão, phải chịu bệnh, phải chịu tử và bị trôi lăn trong đó. Là cái là. Thì rằng đồng bà sẽ mà dù chỉ có nó chứ anh chỉ có sự yếu sư sư là đô bà rõ mà bà lý dự vọng gì thế này. Sesula dewa yun dewa yuwa ya lejia wangi ko dewa matoba dunge toba o dinashi de parna manje parna chula kejoba na ani tabu da laba daba na shi manje kowa lo kobe chena ya lejia rame par ani manje la dewa do ja devi khwa dunge do ja ama dewa do ja ani devi khwa ane dunge mendo ja dunge rang to tum baba de
lấy giờ bằng gì mà dù là trang sở và lao mà được anh ấy trang sở với chúng sẽ là thế này mà dù là Trung Quốc đấy. À, thì không những bị chúng sanh bị cái dòng thác khốc liệt sanh lão bệnh tử bị cuốn lên trong cái vòng luân hồi sanh tử mà vì cái nghiệp lực bắt buộc mà mình không có tự do, vì cái nghiệp lực mà mình muốn được bình an cũng không được bình an, mình muốn được bình an không muốn được đau khổ cũng không như được cái, cũng không như cái mong muốn của mình. Mình cũng phải vì những cái nghiệp lực mình tạo từ đời nhiều đời nhiều kiếp trước mà mình cũng phải lãnh cái quả là đau khổ trong cái cõi luân hồi, cho nên bị xiềng xích nghiệp lực trói chặt khó đoạn vì mình chưa đoạn được cái nhân, những cái nhân bất thiện của nhiều đời trước, và cái nghiệp lực nó theo mình nên nó trói buộc mình, và mình vẫn cứ bị trôi lăn trong cái vòng luân hồi sinh tử không như theo ý muốn của mình được. Này là có đúng cái gì nên là thân tôi vô chán thế này đang xin mari bà thì gì cha cái cháu và nào rồi là thế này anh có đúng cái là nào rồi thật thú vị mà đấy đang xin cha cái cháu bớt sự không những vì cái nghiệp lực trói buộc mình luân hồi trong sanh tử mà mình vì cái chấp ngã của mình, vì cái chấp ngã của mình mà mình còn bị ném tận đáy của lưới sắt, vì mình chấp cho nên cái chấp ngã đó nó cũng giống như cái lưới sắt nó bao vây lấy mình và mình bị trôi lăn trong cái dòng thác khốc liệt và trôi lăn trong cái vòng luân hồi sanh tử bị ném tận đáy của lưới sắt chấp ngã là gần là thì dân đồng mà sẽ nên ngả lòng rồi là chỉ lấy nhi chế bị nam chưa mà vợ anh ấy mari bình minh bị gì anh ấy đặt xem thằng mà chụp chế anh ấy số số cái chụp gì về anh ấy cái về lấy cái yếm bát tăng anh ấy chụp mồ cô và đúng nghe cái chụp thì cái yếm bát mà xí về vang gì anh ấy khoa mất tham mà bả là không những thế là không những thế mình còn bị cái bóng tối của sự vô minh nó bao trùm lấy mình, mình làm cho tâm trí của mình không được minh mẫn sáng rõ, mình không phân biệt được cái nào cần đoạn, cái nào cần tu, cái nào là khổ đau, nên mình cứ vẫn bị trôi lăn trong vòng luân hồi sanh tử. Là cái là đến đây khoa mở thêm mấy bài là khoa về thế này nhá, anh ấy bắt đầu đúng nghe, giống như đúng nghe gì đúng nghe, giống như đúng vị đúng nghe, giống như khao bản được gì đúng nghe xin gì chứ được ba, mặc dù là bắt đầu mở thêm mấy bài, anh ấy đúng nghe được nát để phải gọi đấy. Không những thế, mình lại vì cái nghiệp lực mình lại nghiệp lực nhân quả nghiệp lực mình lại cứ tiếp tục sanh đi rồi sanh lại rồi lại sanh nữa trong cái vòng luân hồi. Và cái vòng luân hồi nó không giống như là lòng vòng luân hồi vô tận không có đáy, mình cứ sanh đi rồi sinh lại để mà chịu khổ thì mình cứ bị chịu khổ liên tục trong ba cái khổ đó là khổ khổ hành khổ và hồi khổ, sinh rồi lại sinh trong luân hồi vô tận bị liên tục hành hạ bởi ba khổ là cái là anh kể cả về nếp cập tin tức yến nhân gì anh rằng cái mặt trời về sinh chế tam chế cái nét đang thì nét đang âm cái cái ngọn suy thì anh xem bài na anh xem nào luôn là về tốt tuyệt mấy bị anh nhân gì đang anh đi lại anh trở về đâu bị gì học xong đi lại thế này anh sản xuất cái xem được một chút thì anh cái bản cái cái gì hết anh đi đến cái bản do chỉ sẽ đi đến cái cuộc đời sống đấy. Nên mình phải là nên mình phải quan sát đây là những cái tình cảnh mà những người mẹ, tất cả những người mẹ của chúng ta phải chịu, thì mình quan sát đây là trạng hứng của những thông mẫu ta phải luân hồi, phải sinh lời, phải sinh đi sinh lại trong vòng luân hồi sanh tử và liên tục bị hành hạ bởi tam ba khổ, thì đó là cái trạng hứng của những người mẹ của chúng ta. Khi mình quan sát như vậy mình sẽ phát khởi được cái từ tâm, và bắt đầu phát khởi được cái tâm nhiệt huyết, và cuối cùng mình sẽ phát khởi được cái tâm bồ đề là cái nào. Thế đó về tiếng Anh là sư tỷ anh ấy xin chỉ tăng thứ xong rồi tăng này anh ấy để là nhân chỉ tăng anh ấy nhân chỉ để
nhưng chỉ tiêu vàng gì nên sinh chỉ đúng cái sinh đôi chỉ lo chế vào là thôm rằng cái tăng đủ anh đi nghe từ đó cái nát suy yang yang sam ní rằng như anh đi nghe từ là chế đôi cái lo chế của thì ông là chủ của đó đấy. À thì khi mình phát khởi cái từ tâm khi mình phát khởi được cái từ tâm, mình quan sát tất cả những cái thân mẫu của ta vẫn đang, những người mẹ của ta cũng phải đang chịu trong cái tam khổ và bị liên tục trong luân hồi sanh tử như vậy, thì đầu tiên từ cái năng lực của cái từ tâm đó, mình cũng phải quán chiếu thành cái bản thân mình cũng có khổ đau. Mình phải lấy mình là ví dụ, mình phải tu tập rằng từ cái bản thân mình cũng có khổ đau và phải nhận ra rằng là cái khổ đau trong luân hồi sanh tử là cái là rằng cái tầng thứ anh đúng ngay cái nát số sám chế anh đi lên thành được cái lô chế mà mày mà mắc cái vào đó anh xem cái tầng thứ anh xem cái tầng thứ đúng ngay sám này anh xem đúng ngay lên thành được cái lô chế mà mày mà kiếm mất sự bảo vệ. Khi mình không có quán chiếu được rằng cái bản thân mình cũng cái bản thân mình khổ đau và cũng cần không cũng khổ đau và cần được an vui, khi mình không quán chiếu được cái đó thì mình cũng sẽ không quán chiếu được rằng người khác cũng không muốn khổ đau và được an vui. Thì nếu mình không quán chiếu được như vậy thì cái bồ đề tâm của mình sẽ khó mà phát khởi được. Là vậy là. Thế đây là thế này, chỉ một chi gì làm cho nam sinh gì tâm bồ đề là. Ani nghiên dụng của xem kỹ thuật, ani nghiên dụng của xem công thuật, thế này chẳng chỉ cái xem kỹ về rừng bò, thế nên công việc rừng bò thì bắt chỉ xong bài đấy. Cho nên chính vì vậy mà ngài Tông Khách Ba ngài cũng đã truyền tải cái bộ luận này theo thứ tự, đầu tiên là phải phát khởi được cái tâm yểm ly, sau đó là phát khởi được cái tâm bồ đề. Chẳng chỉ cái xem ngã sĩ ở kia vậy là ngã sĩ cứ làm việc được mà thế, thế này anh nhìn chung cái xem đó, chẳng chỉ cái xem ngã sĩ làm việc được kia vậy mà thế. Cho nên cái tâm yểm ly và cái tâm bồ đề nó phải tu tập theo thứ tự như vậy, nhưng cái tánh không thì tu tập không có cần phải theo thứ tự, cũng có những hàng người ta tu những vị người ta chứng đắc được tánh không trước, rồi người ta mới chứng phát khởi được tâm yểm ly và tâm bồ đề, và cũng có những vị là người ta chứng đắc được tu tập tâm yểm ly rồi phát khởi được tâm bồ đề rồi mới chứng đắc được tánh không. Thì giữa tánh không và tâm yểm ly và tâm bồ đề thì nó không có thứ tự, nhưng mà giữa tâm bồ đề và tâm yểm ly thì nó phải tu tập theo thứ tự. Là gì là ཁྱི ཕྱད མམ དང 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 དང
mà rằng dù là cha sẽ vậy này ăn, mình chỉ rằng gì, nè rằng cái chế vậy sa, rằng cái cá vậy sa, tin đấy chứ rằng cái yếu tố ông về cá vậy sa, yếu tố ông về chế vậy sa chỉ là, anh đúng cái gì na vậy na, nhà na na vậy tăng, nhà na cái chế vậy na, thế là rồi bắt chín được, đi cái này thì xem được cái lúc đi, ngang ngang xíu 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 cho cái gì đó à. À, thì tu tập theo cái sáu cái nhân để phát khởi được bồ đề tâm, hay tu tập
theo cái hón đoạn ngã tha để phát được cái nhân hón đoạn ngã tha để phát được bồ đề tâm, thì tất cả những cái đường tu tập đó mình cũng đều phải phát được cái từ tâm và cái nhược khiết tâm là điều rất là quan trọng. Vì nhờ cái từ tâm và cái tâm nhờ cái từ tâm và cái tâm nhiệt huyết, nhờ cái năng lực của cái từ tâm mà cái tâm nhiệt huyết, thì mình mới có thể vì cái lợi ích của người khác, vì cái muốn đoạn trừ được những cái đau khổ của người khác và phát được cái tâm bồ đề. Ví dụ như đối với một cái đối tượng mà mình yêu thích hoặc là người thân của mình, thì mình mới quan tâm họ nhiều hơn. Và khi họ đau ốm hay là bệnh tật thì mình mới quan tâm muốn cho họ bớt bệnh, muốn cho họ không bị khổ, không bị đau, thì mình mới giúp họ để cho không còn khổ và đau nữa. Thì cái từ tâm, từ chính cái từ tâm đó thì mình mới mới phát khởi được rằng là mình muốn giúp cho những người yêu thích, người thân của mình thoát khỏi khổ đau. Cho nên tu tập theo sáu cái nhân để phát được bồ tâm, hay là tu tập theo hoán đổi ngã tha để phát được bồ đề tâm, thì cái quan trọng nhất vẫn phải phát khởi được cái từ tâm và cái tâm nhiệt huyết, thì mới chứng đắc được cái quả bồ đề, là tâm bồ đề là gì. Là rằng là các tòa này xin rằng là tiêu hóa mê sa tận đây rằng gì rằng tận đây có là cầu mê sa gì mít gì là anh cái này đâu chép vào tăng nào đâu chung với bên này tham gia là ở đó có đất đào yên có đất nào cũng có bên mình sẽ bị mà là đi du xe chỉ xong xe gì lô đi khu vực đó là gì. Cũng như ví dụ như nếu mà một cái đối tượng mà mình không có yêu thích, hoặc là một cái đối tượng không phải người thân của mình, thì khi họ bị đau hay họ bị bệnh, thì mình cũng không có, khi mình không có cái từ tâm thì mình cũng không có mong muốn rằng họ sẽ thoát khỏi bệnh, họ sẽ bớt bệnh, hoặc là mình cũng không có quan tâm nhiều đến họ. Cho nên khi có cái từ tâm thì không những cái người mà mình không có yêu thích, hoặc là những cái người mà những cái đối tượng mình không yêu thích không phải là người thân của mình, thì mình cũng quan tâm đến họ và muốn cho họ bớt bệnh, hoặc là muốn cho họ thoát khỏi khổ đau. Là cái là in the young word courage na ani rani tela yedo onwe chamba mebe kinsen gi res. Nên tất cả những khi phát khởi được cái tâm lợi tha thì cũng phải phát từ cái từ tâm mà ra, từ cái nhân từ tâm mình mới phát khởi được cái lợi tha và cái lợi ích về người khác. No, là gần là yong gu chamba yun na ani shen gi dunge ti thung le chen na ani ti chen na chi ma ne be lu ngang gi ti yong res ani ti yong na shen la shen gi dunge ti thana chi ma ya shen ti dunge le thana chi ma ne be lu de ngang gi ti yong de ga la ani de la ten che ani hak sam ti yong res wa ting ne che go ne be pe na Ama chỉ như vậy, nó bùa là hết chẳng chịu như vậy. Ama chỉ như vậy, na, nên ama thì gì, bùa thì nào mà đi chứ na, ta bùa thì cái đường này thì thằng nào chỉ mà bùa thì nào ra thì chắc nào chỉ mà cái gì nghĩ thấp suy chịu nè, trái lại cái thấp suy chịu, chỉ thôi na, mà nó răng cái chỉ cái gì, bảo luôn thì ngang cái chỉ cái gì, cái cái gì chỉ này, người xem na, anh ama thì là bùa thì là, chăm ba đi vào cái yếm cái lô chỉ, yếm cái lô đi vào cái anh. Còn là những gì kia đúng thì nói không được rồi, những gì thì vẫn gì anh ta còn làm gì bù thì vậy nữa đấy, ta số 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 là thế vậy nên thì gì anh đúng thì nghe mẹ bảo chết thì nó chỉ mà luôn nhận được rồi thì cái đó hết. Thì khi mình phát khởi được cái từ tâm, chỉ có cái từ tâm thì lúc đó cái tâm của mình nó sẽ tự động phát sanh liên tục và không bị gián đoạn và không bị gò bó, không bị ép buộc, tự động phát một cái tâm rằng mong muốn tất cả những cái người khác đều được thoát cái khổ và được vui. Thì cái từ tâm đó nó cũng giống như là ví dụ như một người mẹ có đứa con của mình, lúc nào cũng muốn con của mình được khỏe mạnh, không bị khổ đau, được bình an. Thì khi đứa con đó bị đau, bệnh, thì lúc nào người mẹ cũng tìm rất là nhiều phương cách để chữa bệnh cho con, mong rằng con bớt bệnh và mong rằng con khỏe mạnh. Thì người mẹ đó vì có cái từ tâm cho nên mới muốn cho người con phải thoát
khỏi bệnh và không bị khổ đau. Thì cũng vậy, khi có cái từ tâm thì mình sẽ phát được một cái tâm vì lợi ích của người khác, và mình sẽ phát khởi được cái động cơ vì lợi ích của người vì lợi ích của người khác. Và khi mình quá mình thấy nhìn thấy người khác, mình cũng quán chiếu được rằng là họ muốn lìa được cái đoạn được cái khổ đau cho họ, thì cái từ tâm nó rất là quan trọng. Là cái nào? Đó đi, cái vào lại á, anh xin chân tham chế đi, rằng là anh cái đối này á, xin để lại bây này, chân chỉ vào. Cho nên cái bồ đề tâm là bởi vì phát khởi là khi nào? Là khi vì lợi ích của tất cả chúng sanh, vì tất cả, vì muốn đoạn được tất cả những cái đau khổ của chúng sanh mà mình phát cái tâm bồ đề. Là gần là ở trên đây là như vậy này, mà làm gì kia vậy này, xong thì anh mà chỉ bắt đầu là mà chú thằng mà đi kia đi xem là rồi đấy, cái này mà làm gì mình xin đấy à, kia vậy này xong thì xem gì mà chú là kia vậy thế na, mà làm chú thằng gì làm như số thứ gì mà làm chú là như vậy anh em mà đấy, mà làm chú là anh đi chia cái sáu mươi anh cô thu mà đấy, xem gì cô chú mình nghe cái tin đó chỉ là nghe xem gì mà rồi là ta cũng gặp khá là chê anh em u mặt chê những cái tên là tin đó chỉ là tên anh em mà rồi là số số đàn anh cũng đủ số để thuê tên anh thôi mà kiwi kiwi tin này xong thế anh xem gì anh em mà rồi là những gì cũng mà rồi là chăm bận chăm trông chê mà rồi là khá là chê tu lót chê để là chê vào tên anh em mà rồi đàn đó số số và tên anh cho nên mình suy nghĩ không những trong đời, ví dụ như trong đời này, từ lúc mình sanh ra cho đến lúc mình chết đi, thì mình hoàn toàn phải phụ thuộc vào người khác. Nếu như không có mẹ mình thì mình sẽ không được sanh ra trong cõi đời này. Và cũng và biết ơn những cái người nông dân làm ra hạt gạo, làm ra hạt gạo cho mình có thức ăn, và những người làm ra vải để mình có quần áo mặc, hoặc là vân vân tất cả những cái điều khác để mà cung cấp cho mình, để một cung cấp một cái đời sống cho mình, thì tất cả cũng đều phải phụ thuộc vào người khác, phải có người khác thì mình mới tồn tại và sống và phụ thuộc như vậy. Cho nên mình suy nghĩ như vậy, mình phải biết ơn. Mình phải biết ơn những người khác, nhờ người nông dân mình có gạo, có hạt cơm để mình dùng, nhờ những người buôn bán, nhờ những người trồng rau, và nhờ tất cả những suy nghĩ quán chiếu hết tất cả mọi thứ, thì một mình không có thể nào mà tồn tại cho lúc từ lúc sanh cho đến lúc chết đi, mà phải phụ thuộc vào người khác. Suy nghĩ như vậy thì mình phải biết ơn được người khác. Cho nên là cái tâm biết ơn hết tất cả mọi người, để phải tu tập cái tâm biết ơn tri ân hết tất cả, thì mình mới phát khởi được cái tâm bồ đề. Là cái là ờ ta bây giờ ngồi bên này chỉ nói vào đầu chỉ như vậy này á, anh nói vào tiền là ngồi thở ra là nói về đường này thở vào này, ngồi xem member là tiền của tôi, ta đang là đang đang ngồi bên này chia sẻ na, nãy em đi cái mình ngồi mà bố chỉ là công nghệ chế độ rồi, công nghệ để chế bị cao su này á. Shengi mazula rupa cheva tela tengu udo, shengi men cheva la tengu udo tantar, rani naza tele ane terva la yang, shengi ane rupa cheva la tengu udo, shengi cheva la tengu udo, shengi ane penda pa tela tengu udo. Ví dụ như là mình bị đau bệnh, thì mình phải cần đi bác sĩ để bác sĩ khám cho mình có bệnh gì và cho thuốc mình uống, thì cũng phải dựa trên người khác. Bản thân mình không thể nào tồn tại được, cũng phải dựa trên người khác. Cũng như trong cái đợt đại dịch này, thì tất cả mọi người bị đau bệnh, bị nhiễm bệnh thì cũng phải dựa trên bác sĩ. Bác sĩ cho thuốc, bác sĩ tiêm vaccine, rồi lại dựa lên tất cả những người khác giúp đỡ bữa cơm, bữa rau cho những vị khó khăn trong đợt dịch. Thì tất
cả mọi thứ cũng đều là dựa trên người khác, cho nên mình quán chiếu như vậy, mình phải suy nghĩ cái lợi ích về người khác để mình phát được cái tâm Bồ Đề. Là cái nào? Nên ta nên xin tăng chi chủ công phong thọ bảo lai áng, anh ấy xin xem chế tăng chế đạo hạ chẳng gì, mà dù là chính chân Bồ Đề, có lẽ xin tăng chi chủ công phong thọ bảo lai, anh ấy mà dù chính ba tăng sư trung sung sơ bảo công Bồ Đề, thế thằng mà xin xem chế là tiền chế, anh ấy mà dù chính ba tăng Bồ Đề, chính ba tăng yêu mến á, mà dù chính ba tăng bị so nam đệ sa thu mà đệ sư trung sung sẽ thế áng, xin là nô bạch chế ba tăng thế thằng mà sung Bồ Đề đệ, xin mẹ bảo anh sư trung sung về cái ưu thế yêu mà đệ, anh ấy Zoba gomba layam, a gem de rangla, nova cheva arm, the legila tenchi, soba gongo, teche du, and a sunny yo compound toby, du so dea, gelatin yungu yuasunda, a gen sedi, sunny yo compound toba layam, madam rogi, du kebergen, lanan bachi is. Không những thế, đỡ mà chứng đắc được cái quả vị Phật thì cũng phải dựa trên cái tâm lợi tha mình mới chứng đắc được quả vị Phật. Nên Đức Phật rất là Đức Phật biết ơn tất cả chúng sanh, bởi vì chúng sanh mà tôi hành trì bố thí ba la mật, bố thí ba la mật tinh tấn, ba la mật nhẫn nhục, ba la mật trì giới, ba la mật trí tuệ, ba la mật vì có chúng sanh, vì có cái đối tượng là chúng sanh để tôi mới hành được những cái pháp ba la mật đó. Cho nên vì tất cả khi Đức Phật thành quả vị Phật cũng vì có cái đối tượng là chúng sanh để mình hành trì được cái hạnh bố thí, cái hạnh nhẫn nhục, ba la mật vân vân. Cho nên tất cả chúng sanh lúc nào, cho nên chư Phật chỉ toàn nghĩ cho lợi ích của lợi tha, chỉ còn nghĩ tỷ toàn nghĩ lợi ích cho tất cả chúng sanh. Là cái nào? Đó, đó, cái mà nhị sinh là thọ chịu rồi thì xuất sinh xong. Thế nên đó, thế nên mà hình đi. Đó, hiện đại bây giờ là số số tin đề là như này á, mà xem trên tham chiếu rằng cái số là số số là anh ấy xem đi, hạ chân được, cao chân chém bồ đề. Rằng nhị cái sáng chỉ có công bố thọ bà là á, xem trên tham chiếu đi, cao chân chém bồ đề. Ta sinh viên thành viên cao trung chuyên bộ để đi như này à, mấy sinh viên tham chế đây là gì, anh ấy đúng ngày tham chế xe đi, người ta đưa người cao xuống, mấy sinh viên tham chế cái đúng ngày xe, còn số sinh viên tham chế thì đi về sau là ngô thu gút về thế na, ta đưa người cao xuống ngã là tiền ngô thu ya gì, nhựa, chuyển thang, cái gì mình đủ, ta đi xu lại rồi sinh viên tham chế, anh ấy đúng ngày lễ thề, sáng gì sau là ngô bị nhựa đi, xu lại rồi thế na, sáng gì là nhắc chữ lại rồi. Thế nên hiện nay nghe anh xem trên tham chế đúng nghe được thay vì à thay vì chế độ anh sang như yêu công phang anh nghe vào từ thô bụng từ nhà bên đó chỉ mang máy mà à kia vào na bắt đầu sinh mình nào là anh ta đàn đàn ông thô bụng nhà bên đó chỉ mang máy mà thì ngắm kia vào na anh sang như xem luôn bớt chế đi rằng cái gì là chung vào đấy thế nên giống thế anh là anh sang như xem bắt kia vào đấy. Vì thế cho nên mình phải quán chiếu rằng ngay ở hiện tại mình phải quán chiếu rằng là mình biết ơn tất cả mọi người, vì nhờ có mọi người mà mình mới tồn tại và có một cuộc sống ăn mặc ngủ nghỉ như vậy. Nhờ quán chiếu như vậy mà mình mới quán chiếu được cái tâm lợi tha. Không những vậy, cái quả vị Phật cần phải đạt được là bởi vì mục đích gì? Vì tất cả chúng vì Đức Phật biết ơn tất cả chúng sanh có cái đối tượng để mình tu tập, cho nên mới có cái quả vị Phật. Nên vì tất cả chúng sanh muốn đoạn được cái khổ đau của tất cả chúng sanh mà mình đạt được cái quả vị Phật. Nếu không có cái tâm đó thì mình cũng không có thể đạt được quả vị Phật. Mà đạt được quả vị Phật vì mục đích gì? Cũng vì mục đích của lợi ích của tất cả chúng sanh. Cho nên khi nào trong cái tâm mình nó tự động phát sinh một cách liên tục, không gián đoạn, phát sinh một cách tự nhiên, không gò bó ép buộc rằng vì lợi ích của tất cả chúng sanh tôi muốn đạt được cái quả vị giải thoát, muốn đạt được cái quả vị nhất thiết trí. Khi nào trong tâm mình mà phát khởi một cách tự nhiên được cái tâm như vậy là cái lúc đó tâm Bồ Đề của mình được phát sanh. Là cái nào? Đó chỉ là sự sở đại á. Nằm ở chỗ, mình đại á, nghe để nghe suy cho đến hiểu. Thế chỉ đi,
Thì hôm nay mình sẽ dừng lại ở đây. Cái là ngô là sụn nè. Thầy đọc hồi hướng. À, xin chào hết tất cả mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. À, dạ thưa, con xin đại diện tất cả các Phật tử Việt Nam trên Zoom Bồ Đề Tâm. À, con xin gửi lời tri ân đến Rinpoche và cô Vạn Thảo. Rinpoche đã giúp chúng con khai thị chúng con với những cái bài pháp, với cái bài pháp quý báu ba quốc tủy của đạo lộ của ngài Tsongkhapa. Và sư cô cũng bỏ thì giờ quý báu để dịch qua Việt ngữ cho chúng con. Chúng con xin vô cùng tri ân ạ. Ngà xô Việt Nam chăng ma là ngà răng kỳ sắp nè Việt Nam đi chăng ma là kênh là anh ca thu xe năng ca tin trên bộ số kỳ diễn anh kênh là thủ chế bằng bộ mình tu yên này yang anh ngà xô là yang khổ cấp đề xong anh lắm trô năm xung kỳ cô là xung nè anh bế giả bộ chống xong anh thu xe năng số kỳ diễn là xô anh nghe cán xí ngư mà ta cán chì tì tì chì nè ngà dù chú xuê xì trang mình đó. Thì tôi cũng chọn cái bộ luận này, nó vừa ngắn gọn và nó vừa tinh tế và nó là những cái tinh tế nhất trong cái pháp hành trì của đạo Phật mình. Thì tôi nói ra cũng mong rằng là sẽ lợi ích được cho tất cả các vị đang nghe, và mong rằng là các vị cũng hành trì được và lợi ích, không những là tôi nói ra cũng là lợi ích được cho bản thân tôi, vì tôi cũng giúp được cho người khác. Kesi yandi la da korang mambo ji labu du di ta shita shita nala ni pento me du sinne sha shi du di go res. Nếu mà cảm thấy tôi nói nhiều quá mà không có lợi ích thì các vị cũng cứ bỏ sang một bên, đừng có để tâm là được. Rất là quý ạ, chúng con học hỏi được rất là nhiều, thành ra con xin cảm tạ thầy, cảm tạ cô. Mà rẽ gần là bé già bố rẽ giờ rim bố che già bố rẽ chỉ sang thu xe na số cái gì nè cha ông tu tham ông nè tiếp anh ấy bên mẹ sẽ bị chích chích bồi dưỡng mẹ chích suy ra như vậy ta tiếp anh chích cũng cái gì mà tiếp anh cũng bên mẹ sẽ bị áp lực tiếp anh muốn được mát thì tiếp anh đi ngon đến tham chơi sung sướng phải bơi chơi sung quá rồi tiếp anh muốn đi áp lực tiếp anh mẹ nó nè nè ngon đến tham chơi kia thu cũng mà rồi kia bị sao vào khang cũng mà rồi hiện nay anh tiếp anh chích bù cái gì mà rồi anh ta đã kia ông tu đang đi mấy sinh hoạt ngang đầu ngang lì để mẹ kia bù tạm bận nữa là điều đó cũng như sống luôn năng sự sự vậy na anh ấy chẳng được tiếp bao nhiêu vật gì mà là anh ấy chỉ nhắm sự nền tảng để gì xí anh ấy nhắm sự nền vậy na anh ấy rằng là chân đề là phải ba kế hoạch mà là phải ba để lấy những thay vào thuê là những phần tổ chức dùng được hết. Thì không tôi rất là vui vì quý vị có một cái niềm tin ta tin vào Tam Bảo và tin vào Phật Pháp rất là tốt, tôi rất là vui về điều đó. Nhưng mà chỉ dừng lại ở niềm tin không thì không được, phải cố gắng tu tập và hành trì, không những lợi ích cho cái đời này của mình mà và những cái đời sau nữa, và lợi ích cho những người khác. Đó là cái điều rất là quan trọng mà tôi muốn truyền tải. Cái gì là làm sao ta ngã du sang ghe ngã theo vật thực sự để khảo vấn đề. Nè cái gì là ngã du xem bao nhiêu mắt chích, chúa tăng nhị, chúa tăng sum, chúa cái gì anh ngã du. Thì cái việc mà chứng đắc quả vị Phật á, nó không thể là trong một ngày hai ngày được,
mình phải tu nhiều đời nhiều kiếp mình mới chứng đắc được, nhưng mà trước hết mình hiểu pháp và mình được an vui. Ngày này mình tu tập mình được an vui, và mình khi mình đối đãi với những người khác cũng được an vui, thì cái đó là cái khởi đầu tốt. Còn trong một ngày thì không thể nào thành Phật được, nhưng mình cũng đừng có một cái tâm là chán nản, cứ cố gắng cố gắng thì mình sẽ thành tựu được. Chào hết tất cả mọi người, chúc mọi con người xin ngủ chào ngon. Thầy chào cô. Tri ân thầy, tri ân cô ạ. Tashidele Rinpoche la. Tashidele Anila. Tashidele Yeshila. Tashidele Anila Tuchinang. Oi, về kia bố xe gitu. Cô nói Yapo Con đang đi ngô ma esuka là chẳng dùng vô đây.